Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Thì sau những cơn mưa kéo dài từ 5 đến 7 ngày thì trong cái lượng nước mưa á, thì anh em cũng biết là nó có chứa rất là nhiều đạm và các cái ion, thì nó sẽ làm cho cây mai cũng như tất cả các loại cây ăn trái, cây công trình thì nó dư đạm á, là nó sẽ giúp cây nó già lá và bung cực rất là nhiều. Thì thường thường những cái cơn mưa mà nó kéo dài nhiều ngày á, thì khi cái cây nó bung cực như vậy á, thì đa phần là anh em sẽ không có phun thuốc ngừa bọ chỉ và sâu, hoặc là anh em có phun nhưng mà hiệu quả nó không đạt 100%. Lý do là mưa thì khi mình phun thuốc vào lúc mà thời tiết trời mưa á, là nó không có hiệu quả. Thì cái cây mai của mình sau khi qua cái đợt mưa đó thì nó sẽ có những cái hiện tượng như thế này. Khi cây mai nó ra bung tược á, mà cái phun ngừa cái thuốc bọ chỉ và nhện đỏ nó không hiệu quả đó, mà chủ yếu là cây bọ chỉ nhiều, thì cái lá mai của mình nó sẽ bị như thế này. Đây. Thì những lá này là nó khi nó bung tược á, là khi mà nó bị con bọ chỉ và nhện đỏ nó tấn công cùng một lúc á, thì lá nó co và nó bị hút hết nhựa. Thì để giải quyết cái tình trạng này trong cái thời điểm này, mà thời điểm này á, là bắt đầu nó là vô đầu tháng 5 âm lịch, là cái tháng cuối cùng của cái giai đoạn mà phát triển của cây mai, là anh em tạo cho cây mai nó có một cái bộ lá là đầy đủ hoàn thiện để chuẩn bị bước qua cái giai đoạn tháng 6, là mình sẽ thay đổi phân để làm cho cái quá trình cây mai nó bắt đầu nó làm nụ. Thì thời điểm này anh em cố gắng bảo vệ cái bộ lá của cây mai sao cho nó đẹp. Thì khi cái tình huống này là nó xảy ra thì bây giờ mình sẽ khắc phục. Thì những cái lá này anh em cứ bấm bỏ ha. Thì đối với những cái cây thành phẩm á, thì những cái đọt như thế này là mình cũng không có sử dụng tới, thì anh em nên bấm bỏ. Mình sẽ bấm cắt tỉa bỏ. Nó có những cái đoạn anh em chú ý, nó có những cái đoạn á, là cái nhánh cái mắt lá nó thưa, thì anh em xem á, nếu nó dư quá thì mình chặn luôn. Mà theo mình nghĩ á, thì đa phần là những cây mai mà sau những cái cơn mưa mà nó kéo dài á, là đa phần là bây giờ anh em ra vườn á, là sẽ thấy tình trạng này rất là nhiều. Mà nói chung là cái vườn của mình cũng không ngoại lệ. Thì mình xử lý bằng cách là mình bấm bỏ thôi. Còn những cây mai mà cây phôi á, mà trong cái quá trình mình đang nuôi tàn á, thì anh em cũng xử lý. Mà khi mình cắt như thế này á, nó cũng rất là tốt cho cái việc mà cây mai nó phát tược. Mình ví dụ ha, giờ mình đi qua đây đi. Ví dụ những cái cây mai mà đang cây phôi á, mà đang giai đoạn mình nuôi mình cần cái bộ tàn á, thì khi mà mình cắt như thế này, mình bấm như thế này nè,
thì những cái nách lá nó sẽ bắt đầu nó sẽ hình thành những cái nhánh mới, có thể một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, nó sẽ bung ra và nó giúp cho cái bộ tàn của cây mai của mình đó, nó sẽ kín hơn. Rồi thì sau khi mà mình cắt tỉa mình bấm á, thì cái thời điểm này anh em xem ha, thì nó là giai đoạn bây giờ là tháng 5 âm lịch, thì anh em theo quan sát những cái lá bắt đầu nó sẽ hình thành những cái nụ non nhỏ nè, những cái búp đây đó. Thì bây giờ cái cây này mình cũng sẽ bấm. À, anh em xem ha, thì cái này là từ cái ngày mà mưa nhiều á, nhánh của mình nó sẽ vượt, và những cái cây mai nguyên thủy á, thì nó bung cái tượng này rất là nhanh và dễ bung hơn là những cái cây mai ghép mà ghép mai vàng, cái mai tứ quý đồ ghép mai vàng thì nó sẽ bung chậm hơn. Thì nói chung là cái này á, là nó là những cái phần dư, còn những cái cây mai nào mà anh em còn thiếu á, thì cái này á, là mình bấm là để cho nó tự nó làm tròn lại cái bộ tàn của cây. Đây anh em thấy cái này quen không, cái này là rất là quen nè. Khi mà nó bung ra là mình phun ngừa cái thuốc bọ chỉ cũng như là sâu và nhện đỏ rồi á, nó không hiệu quả là như thế. Thì cái thời điểm này có hai việc cần làm. Thì cái việc thứ nhất là anh em cắt một bằng cách là cắt bỏ những cái nhánh mà nó ra nó bị bọ chỉ và sâu nhện đỏ tấn công. Rồi sau khi cắt xong thì anh em mới bắt đầu là anh em sử dụng cái thuốc. Thì trong cái đợt này á, là sâu quăng lá và cái dạng hồi sâu cuốn lá và sâu đục thân rồi nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Thì bây giờ anh em sử dụng cho mình hai cái loại thuốc sâu và thuốc hòa chỉ. Thì ở đây á, cái thuốc sâu á, là cái regen. Thì cái regen này á, anh em pha là 16 lít nước, anh em pha cho mình là 20cc để mình pha mình phun sau khi mà anh em cắt rồi nha. Nếu mà anh em dùng regen hoặc là thằng Radiant, thì Radiant này á, là cái thuốc sinh học. Thì một gói này anh em pha cái bình 16 lít anh em phun. Thì trong cái giai đoạn này á, là cái cây mai của mình nó bộ tàn á, là nó gọi là nó đã ổn định và đã khỏe rồi, thì cái lượng thuốc anh em sử dụng á, có thể tăng lên để cho nó nặng đô, để chung là để mình giết những cái loại sâu côn trùng, nó không phải là cái giai đoạn mà mình phun ngừa nữa. Hoặc là anh em nếu mà tìm mua được cái chai chim sẻ Ấn Độ thì 16 lít nước, anh em pha cái chai này là 12cc. Và một cái loại thứ hai nữa là thằng Convidor. Thì thằng Convidor này á, là nó là chuyên về trị bọ chỉ với thằng chim sẻ Ấn Độ.
Thì thằng này anh em pha là 16 lít nước, mình pha 16cc nha. Nói chung á, cái liều lượng thuốc, nếu mà anh em mua những cái loại thuốc khác cũng được ngoài thị trường, khi mà anh em mà không biết pha như thế nào thì cái thời điểm này á, anh em cứ pha cho mình là 16 lít nước pha 16cc là ok. Nói chung nó có một cái định lượng gọi là tương đối chuẩn. Chỉ nói chung là anh em pha, muốn pha nó nhạt á, thì mình ít lại chút xíu hoặc là làm hơn nó xíu, nhưng mà cái chuẩn của nó thường thường khi sản xuất ra thì những cái công ty người ta cũng đã tính toán rồi. Thì ở nói chung á, là mình xài cái chai chim sẻ Ấn Độ này á, bởi vì á, là nó anh em xem công dụng của nó ha, là bọ chỉ nè, sâu cuốn lá nè, nhện nè ha, rầy nâu nè ha, nhện đỏ nè, nhện dế nè, sâu quẻ bùa. Nói chung là cái thằng này á, là nó là một cái dạng loại là thuốc trừ sâu mà sinh học, mà cái thành phần của nó thì anh em xem, anh em lưu ý ha. Mình nếu mà mình không tìm mua được cái chai thuốc này á, thì mình tìm những loại thuốc khác mà chú ý cái thành phần, nó có cái thành phần này thì mình cũng có thể mua và mình sử dụng xịt. Thì liều lượng thì anh em có thể là thời điểm này mình pha nặng hơn để chị á, để chị, tại vì những cái mai của mình màu lá tàn nó đã khỏe như thế này rồi thì mình không có lo sợ cái vấn đề mà như cái giai đoạn mà tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch, cái giai đoạn lúc đó là ba cái đợt lá là mình để nuôi, mình dưỡng lá. Còn khi mà cái đoạn này á thì cái lá nó đã khỏe, cái đã khỏe rồi anh em cứ phun thuốc thoải mái ha, để mình bảo vệ. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Rồi còn cái vấn đề thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là sử dụng phân để bón cho cây mai, để cây mai nó có bộ lá như thế này. Trong cái giai đoạn tháng 5 này là giai đoạn tháng cuối cùng, anh em phải làm sao chăm sóc cho mình cái mai nó bắt đầu nó có cái bộ lá xanh. Tại vì cái thời điểm này là vào mùa mưa rồi, thì anh em có thể sử dụng phân bón phân hữu cơ nè, phân hữu cơ, phân gà Nhật nè, hoặc là kết hợp cái phân vô cơ để mình bón lót. Thì trong cái clip sau mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái cách bón phân để cho cái cây mai của mình có được cái bộ lá mà nó xanh dày như thế này, để mình chuẩn bị qua cái giai đoạn là giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn mình bắt đầu mình làm nụ. Thì thời điểm này thì anh em là cứ cố gắng mình bấm bỏ ha. Thì những cái lá này á, là nó đã bị rồi á, thì anh em có phun thuốc vô nữa thì nó cũng không có hết. Mình cứ bấm bỏ đi nè, anh em xem nè. Từ cái đoạn này đến đây nè, cây nó đã làm nụ nè. Nó có những cái nách nụ nhỏ nè, nhưng cái đoạn này ở đây nó xa, mình bấm bỏ luôn, không xài nữa. Theo mình nghĩ á, thì thường thường là những cái cây mưa mà kéo dài á, cái mai của anh em rất hay bị cái tình trạng này. Rồi anh em giờ đi qua đây, anh em xem những cái cây mai mình đã xử lý xong. Anh em lưu ý ha, tại vì mình ở đây á, là mình thiên về sử dụng phân hữu cơ nhiều, rất ít sử dụng phân vô cơ. Nên là khi mình sử dụng cái phân gà nén của Nhật á, thì cái lá cái mai của mình nó xanh như thế này. Thì cái xanh này là xanh của phân hữu cơ nha, anh em phân biệt ha. Còn có một số anh em á, là sử dụng cái phần DAP hoặc là phân bón lá vô cơ mà có cái hàm lượng là nitơ phốt pho nó cao á, thì cái xanh của nó sẽ dày hơn và nó đậm hơn cái này nữa.
thì trong cái clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng những cái loại phân đó để bón cho cây mai của mình trong cái tháng 5, làm sao làm cuối tháng 5 là cái bộ lá của cây mai của mình sẽ đạt. Thì thời điểm này á, là mưa cũng đã nhiều và những cái cây mai của mình nó đã đủ nước và nó mình khi mình bón phân vào là nó rất là ok, nó không phải giống như cái giai đoạn mà tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 á, nắng gắt mà không có mưa. Mình bón phân vô á, thì lúc đó thời điểm đó là rễ của cái bộ rễ cây mai mình á, là nó chưa có khỏe. Khi mình bón phân vô á, thì nó cũng không có hấp thụ được bao nhiêu. Nên là thời điểm này á, bắt đầu anh em bón á, thì nó sẽ cây của mình nó sẽ ăn phân liền. Thì cuối cùng thì cái cảnh đặc biệt cũng chúc tất cả anh em bà con có nhiều sức khỏe và xử lý cái cây mai của mình kịp lúc trong cái thời điểm mà sau những cái cơn mưa kéo dài. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip sau, là clip mà mình kết hợp các loại phân bón như thế nào để giúp cho cái cây mai của mình nó có cái bộ lá dày và xanh.